Xin chào các bạn nha. Đây là khuôn viên của đền Thánh Martino ở thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên mình tới ở trong cái đền thánh này và thấy cái khuôn viên của nhà thờ rất là rộng lớn, có nhiều băng ghế đá để các giáo dân có thể đến ngồi nghỉ ngơi cũng như là đến hành lễ những lúc cần thiết nè. Mình thấy rất là nhiều, có thể lên tới hàng trăm cái băng ghế đá để ngoài sân, rất là rộng lớn và khuôn viên phải nói là rất là lớn luôn. Ở đây có cái lư hương để mọi người thắp nhang và đốt đèn cầy nữa. Mình sẽ đi một vòng quay lại tí xíu cho các bạn cùng xem luôn nha. Ở trong cái đền thánh Martino này, mình nghe nói là có một cái ngôi mộ của một linh mục tên là Trần Ngọc Thanh gì đó mới bị giết hại cách đây vài tháng thôi. Và ngôi mộ vẫn còn đang rất là nhiều giáo dân cũng như là nhiều người mến mộ linh mục đến viếng thăm. Tí nữa mình sẽ qua đó quay cho các bạn luôn xem luôn nha. Đây là khu vực ngôi mộ của cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Theo thông tin cho biết thì ngày 29 tháng Giêng năm 2022, lúc cha Giuse Trần Ngọc Thanh đang phục vụ tại giáo xứ Đắk Mót cách Kon Tum gần 70 cây số về phía tây bắc, khi cha đang ngồi giải tội trước thánh lễ chiều thứ bảy ngày 29 tháng Giêng thì bị một người được cho là có vấn đề về tâm thần tấn công và qua đời vào đêm cùng ngày. Một tu sĩ đa minh khác cũng bị tấn công khi cố ngăn chặn kẻ tấn công. Các tín hữu có mặt tại nhà thờ chứng kiến vụ tấn công đều bàng hoàng. Linh mục Giuse là con thứ bảy trong gia đình, sinh và rửa tội năm 1981 tại giáo xứ Bến Hải thuộc Gò Vấp, Sài Gòn. Tốt nghiệp đại học xong đã xin vào dòng đa minh. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đã trao sứ vụ linh mục cho thầy phó tế Ngọc Thanh và chính thầy khác tại thánh đường giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. K
cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Con Tum nói chung. Có người cho là có động cơ đê hèn và bàn tay lông lá phía sau, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng kẻ chém cha là người tâm thần. Sau khi qua đời, thi thể của cha Gesù Trần Ngọc Thanh đã được đưa về đền Thánh Martino thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và an táng tại đây.